Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Và video ngày hôm nay sẽ là một video giveaway phần quà trị giá hơn 6 triệu đồng. Thì trước khi đi vào phần thẻ lệ sẽ là một phút dành cho quảng cáo. Vào ngày 19 tháng 10, Alpha sẽ khai trương thêm 2 chi nhánh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kèm với đó là chương trình khai trương Hồng Phát, chúng ngay SH có tại Alpha với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng và giải đặc biệt là một chiếc Honda SH. Cùng với đó là chương trình giá vàng giá sốc giảm giá đến 50% các mặt hàng từ VGA, màn hình và laptop. Và điều đặc biệt đó là tất cả khách hàng tới tham quan gian hàng tại Alpha Computer sẽ đều được nhận các phần quà hấp dẫn. Và như mình đã nói ở đầu video, đây là một món quà giveaway trị giá hơn 6 triệu đồng. Muốn gửi đến cho anh em thì cách thức tham gia cũng đơn giản thôi. Với những nơi khác ấy mà món quà trị giá như này này, họ hay bắt anh em comment đến tận 4 chữ số, nhưng riêng với Alpha Computer, từ món quà rẻ đến đắt, anh em chỉ phải comment 3 chữ số thôi và thể tham gia sẽ vẫn giống như các chương trình giveaway khác. Và cách thức tham gia cũng rất là đơn giản. Bước 1, subscribe kênh YouTube của Alpha Computer và share video này dưới dạng công khai trên Facebook. Bước 2, hãy chọn 3 con số may mắn kèm link Facebook đã share video này dưới mục bình luận. Chúng mình sẽ dựa vào 3 số cuối của giải đặc biệt kết quả sổ số miền Bắc ngày 19 tháng 10 năm 2019 để làm kết quả. Bước 3, hãy chờ đợi một video livestream của mình để tìm ra người trúng giải. Sẽ có thêm một số lưu ý dành cho anh em, đó chính là khi chia sẻ video này, anh em phải để chế độ công khai trên Facebook. Mỗi người chỉ được chọn một số và comment một lần, không được chỉnh sửa. Và chỉ tính comment trên YouTube ngay bên dưới video này. Và hạn comment sẽ là 16 giờ chiều ngày 19 tháng 10. Sau khoảng thời gian đó thì mọi comment sẽ đều được tính là không hợp lệ. Nếu như anh em trúng quà trên Hà Nội thì hãy tới trực tiếp showroom 49 Thái Hà của Alpha Computer để nhận quà. Và nếu như anh em ở xa thì vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin để chúng mình gửi quà đến. Và đừng quên ngày 19 tháng 10 Alpha Computer sẽ khai trương hai cơ sở mới ở 151 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và 158-160 Lý Thường Kiệt, quận 10. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.